Chào mừng các bạn đến với buổi tối livestream hôm nay. Hôm nay sẽ là vòng bán kết loại trực tiếp giữa team top 2 và team sipo.vn. Bây giờ hai team đã vào đầy đủ rồi và sẽ sẵn sàng luôn thôi. Hiện tại thì bên Sipo đang có vấn đề, không biết là có sự thay đổi người hay không. Trả lời bạn Nguyễn Văn Sang là không phải hai người đó luôn. Hiện tại Sipo Nhã đã vào thay người. Rồi, hai team đã đồng ý sẵn sàng. Mình sẽ bắt đầu trận đấu. Ở trận đấu đầu tiên, team Sipo sẽ là team tấn công. Sipo Nhã đang đeo VIP này. Và nhân vật mình sẽ check. Nhã thay nhân vật rồi. Mình sẽ chuyển chế độ
camera cho chân thực hơn. Trả lời bạn Azira, giải do ban quản trị group Facebook và các clan cùng lập ra để vui vẻ với nhau nhé. Hiện tại top đã thiết lập hàng thủ rồi. Sipo đang tìm hướng để tấn công. Liệu có bắt được người hay không đây? Đội nhất giải sẽ được 2.000 tệ bạn nhé. Coco nhìn thấy Tây rồi, rỉa máu được Tây. Tây có bắt được ai hay không đây? Tây đã bị rỉa máu rồi. Coco đã bắt được Tây. Tệ thì do các team clan góp vào, mỗi team sẽ là 200 tệ. Sipo KK lại bắt được người rồi, bên Tây thiệt hại 2 mạng. Sipo cũng 2 mạng, Sipo còn 3 mạng thôi. Chipper King của Cảnh rất tuyệt vời, Cảnh ở mid chắc là bắn lên hành lang. 3 thủ 2 công. Cảnh đang bị rút máu, nhìn thấy Sipo Coco rồi. Kill thứ 4 của Cảnh rất hay, liệu có cân team của Cảnh hay không đây. Papa thì đang ở A. Top cạnh thủ rất tốt. Papa đang ra, liệu có giao tranh? Chắc chắn là có giao tranh, có nhìn thấy không? Và cạnh chắc chắn có pin thứ 5. Rất hay. Vừa rồi cạnh chỉ pin 4 thôi hay sao? Đây là thông số chỉ số. Cảnh thủ rất tốt và đang có tấn công. Hôm nay mình đang livestream ở một quán cà phê nên có thể sẽ có những lúc hơi ồn. Rất nhiều clan được tham gia bạn ạ. Và mỗi clan cũng có thể có rất nhiều team. Hiện tại team top là team top 2. Top Tây đã bắt được Coco rồi, anh đã trả thù. Và bắt được KK nữa thôi. Chính xác. 2 kill của Tây. Tất cả các video vòng loại hoặc là vòng tứ kết thì bạn có thể xem trên trang bên CF Mobi Esports. Papa đã thử bắt được người. Công rất cao của Kĩnh tại nhà của BL. Cô đang tấn công còn 2 người thôi. Papa đang bị rút máu, mid đang lên. Unhit cũng lên đến nhà luôn. Và có bắt được Papa có kill thứ 2 của Unhit hay không đây? Đang cầm lựu rồi. Papa bị rút máu. Lựu trả lựu luôn. Papa vẫn đang cố thủ. Liệu hai thành viên của top có lên không? Không có lên. Chỉ có một mình Unhit đấu với Papa. Và ai sẽ là người chiến thắng đây? Nhìn thấy Unhit nhảy ra kìa. Hiện tại giải mới thì mình chưa có lịch chính xác. Chắc chắn giao tranh rồi, ăn được ăn hít rồi. Papa có ít máu nhưng vẫn rất tự tin. Hero đã ném lựu lên và chắc chắn đã ngửi thấy thính của Papa. Hết thời gian, không phải, Tây đã bắt từ mid lên rào A. Rất hay.
các giải đấu bạn vui lòng theo dõi ở bên group. Hơn 72.000 thành viên. Mọi hoạt động sẽ được thông báo ở trên đó. Nhắn tin cho page thì hiện tại bên mình đang hạn chế thời gian, bởi vì có nghĩa là mình sẽ khóa nhắn tin, bởi vì ít có thành viên nhắn tin mà rep lại được, bởi vì mọi quản trị viên đều đang rất bận. Bản cập nhật mới thì rất nhiều người bị kêu giống như bạn Vũ Nguyễn. Tây bắt được người ở hầm B, thủ sấn hiệp rất hay luôn. Những pha sấn hiệp luôn luôn là pha bắt người đầu tiên luôn. Ném mù để di chuyển thì không hiệu quả một chút nào. Mình nghĩ hỏa mù như vậy chỉ ném ra những lúc mà giao tranh với nhau. Đang có giao tranh ở mid thôi. Các bạn nào có trong group hơn 70k thành viên thì hãy chỉ cho bạn Solano Anzira nhé. Hiện tại Sico đang thiệt hại một người, đang bị yếu thế hơn. Tấn công chắc chắn đã giảm bớt sức mạnh. Và đang có đường tấn công rồi, không hiểu ném bom đi đâu đây. Đang có giao tranh, Coco đã bắt được người ở hành lang đang lên. Hai kill liên tiếp của Coco luôn. Sipo Papa đang bị mù và đang bắn nhau ở mid. Ba người Sipo đã lên A rồi, còn top thì đang phải thủ. Thủ từ mid lên. Đành đang cố lên bom rất là ở A luôn. Papa bắt được người. Cảm ơn bạn đã góp ý, mình cũng đang cố gắng. Đã có giao tranh rồi. Lên có đắp Perkin của cánh, liệu có chip Perkin hay không? Nhưng anh đang cố tình ngồi để gỡ bom rồi. Liệu có chip Perkin hay bị vỡ sọ đây? Gỡ bom rất là nhanh, rất là quyết đoán. Tỷ số là 3-0 nhưng hẳn về top. Top thủ rất là chắc. Hỏa mù được tung ra ở giáo A rồi, không biết là có tấn công tổng lực hay không đây. Tôi vẫn đang thủ rất chắc ở mọi vị trí. James Rudo bắt được James rồi. Và hành lang giáo A đang tấn công lên. Và KK là người lên đầu tiên bị mất máu rồi. Ăn hit thủ double king của ăn hit có chip king hay không đây. Rudo cover rất là hay. Liên tục là thành viên của Sipo thiệt hại. Top Tây bắt được người nữa luôn. Tỷ số đang rất áp đảo 4-0 cho top. Bên Sipo đang tấn công nhanh và lao vào AB. AB có vẻ như thiệt hại. Coco top lành đắp Perkin. Liệu có chip Perkin của lành hay không đây? Không có, lành đã ra đi rồi. Nhưng đồng đội đang vào cover, đó là Tây. Snip vào cover thì hơi khó. Và bom đang thiết lập ở B. Hai thành viên top đang cố gắng lao vào. Lao vào từ hầm B, liệu có bị hạ gục hay không đây? Nhã đang thủ. Cả JMF lẫn KK cũng thủ luôn. Bruno bắt được người rồi. Bruno đang nhảy vào.
tỷ số áp đảo 5-0 nghiêng về phía top và kết quả là 1-0 ở trận đấu đầu tiên cho team top 2. Hiện tại mình sẽ đổi team cho hai bên. Sipo hiện tại đang muốn thay người. Có vẻ như Sipo sẽ thay người. Bây giờ chuẩn bị bắt đầu sang trận thứ hai nhé bạn nhé. Tỷ số đã là 1-0 nhưng về phía top 2 rồi. Ừ, đúng rồi bạn Trần Thái Hòa. Cảm ơn bạn Angela, mình cũng sẽ cố gắng. Trong lúc chờ thành viên.